Vâng, xin phép tất cả các bạn chúng ta bắt đầu làm việc trong cái buổi ngày hôm nay. Buổi ngày hôm nay thì trung tâm hô hấp sẽ trình bày một cái chủ đề mà các bạn thấy rằng là cái chủ đề nó sẽ rất là hay, là tiếp cận chẩn đoán nguyên nhân tiếng thở bất thường ở trẻ em. Với cái tên này thì các bạn nghe cũng có vẻ nó hơi academic quá, nhưng mà thực tế thì nó là một tiếng thở khò khè chẳng hạn. Thì cái cách thức các bạn tiếp cận thế nào và cái hướng của trung tâm hô hấp ở đây thì cũng đang nói nhiều đến cái tiếp cận về những cái dị dạng bất thường của bẩm sinh của đường thở, ý là như vậy. Chứ còn với trong các để mà phân biệt ra với những cái tiếng khò khè bất thường thì của trong các vấn đề về nhiễm trùng hoặc là các vấn đề về thứ phát sau những cái tình trạng bệnh lý khác thì cũng có tiếp cận, nhưng mà tiếp cận sâu hơn đến với các vấn đề về về bất thường về đường thở, về bẩm sinh. Thế thì trong buổi ngày hôm nay thì có lẽ là cảm ơn Phó sư Hanh, cảm ơn bác sĩ Trương cùng các chị trung tâm hô hấp cũng đã soạn thảo cái bài này. Và hy vọng rằng là trong khoảng độ gần một tiếng thì các bạn sẽ nghe, và sau đó thì chúng ta có thể có những cái câu hỏi và những cái thảo luận để chúng ta sẽ đưa ra được những cái tiếp cận. Mà cái này thì tôi cũng đang yêu cầu với một cái tiếp cận theo kiểu cái cách thức là bác sĩ nhi khoa của chúng ta thôi. Đấy, chứ không phải là các bác sĩ chuyên khoa về hô hấp sâu. Đấy, thì cái này thì để giúp chính mục tiêu giúp là cho các bác sĩ của chúng ta để có thể là khi mà đứng trước một cái người bệnh mà có những cái tiếng thở khò khè mà chúng ta nghe những cái đặc trưng riêng chẳng hạn, thì chúng ta có thể nghĩ đến cái tình trạng bệnh này. Thì xin mời bác sĩ Trương sẽ trình bày cái chủ đề hôm nay. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp. Kính thưa quý thầy cô, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Hôm nay tôi xin được thay mặt Trung tâm Hô hấp trình bày báo cáo một cái chuyên đề, đó là tiếp cận chẩn đoán nguyên nhân gây tiếng thở bất thường ở trẻ em. Trên lâm sàng thực tế thời gian qua, thì ở Bệnh viện Nhi Trung ương đôi khi vẫn tiếp nhận những trường hợp mà bất thường đường thở, bất thường tim mạch đến trong tình trạng rất là nặng. Và bệnh nhân có nguy cơ tử vong khi trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Và trước đó thì bệnh nhân đã được chỉ điểm cái tình trạng này bằng những cái tiếng thở bất thường. Và nếu như chúng ta tiếp cận sớm, chúng ta tiếp cận đúng thì những cái trường hợp đáng tiếc như vậy có thể được giải quyết sớm hơn. Về tiếng thở bất thường đường thở, đó là một cái triệu chứng rất thường gặp trên lâm sàng và chỉ điểm tình trạng bệnh lý của nhiều chuyên khoa khác nhau, không phải chỉ mình chuyên khoa hô hấp. Phát hiện sớm tiếng thở bất thường có thể định hướng được nguyên nhân, và có nhiều nguyên nhân gây nên cùng một tiếng thở bất thường trên lâm sàng, cũng như chẩn đoán nguyên nhân của tiếng thở bất thường thì đôi khi vẫn là thách thức đối với các nhà lâm sàng, và đặc biệt là đôi khi là những nhà chuyên khoa cũng sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận cái này. Tiếng thở bất thường có liên quan đến bất thường đường thở lớn, cần được nhiều chuyên khoa phối hợp, ví dụ chuyên khoa tai mũi họng, chuyên khoa hô hấp, chuyên khoa tim mạch và đôi khi nhiều các chuyên khoa khác nữa. Và mục tiêu của cái báo cáo chuyên đề hôm nay đó là chúng tôi muốn tiếp cận chẩn đoán nguyên nhân của tiếng thở bất thường liên quan đến đường thở lớn là chủ yếu. Và trước khi tiếp cận chẩn đoán hay chẩn đoán nguyên nhân thì chúng ta sẽ phải xác định các cái tiếng thở bất thường này. Có rất nhiều tiếng thở bất thường ở trên lâm sàng. Tuy nhiên chúng tôi chỉ tập trung chủ yếu vào bốn cái tiếng thở bất thường chính, đó là thở ngáy, thở rít thanh quản, khò khè và ho sặc ngay khi ăn. Bởi vì đây là những cái tiếng thở bất thường phổ biến, dễ xác định và thường liên quan đến những cái nguyên nhân có thể định hướng hoặc xác định được. Về cái tiếng, để xác định tiếng thở bất thường thì nhiều trường hợp chúng ta phải theo dõi và có thể cần phải hỗ trợ của ghi âm video, ví dụ như là những cái tiếng này chỉ xuất hiện khi gắng sức, tiếng này chỉ xuất hiện khi ngủ trong đêm hoặc là một cái thời điểm xác định nào đó. Đầu tiên chúng tôi xin tiếp cận cái tiếng thở đầu tiên, đó là thở ngáy ạ.
Đây là cái tiếng thở ngáy. Xin trường hợp video hoặc nếu không chúng ta sẽ phải theo dõi. Tiếng thở ngáy là một tiếng bất thường thường gặp ở đường hô hấp trên, xuất hiện khi bị tắc mũi hoặc bất thường ở trong khoang miệng. Về nguyên nhân của thở ngáy thì cái nguyên nhân hay gặp nhất đó là viêm quá phát cái tổ chức bạch huyết ở vùng hầu họng. Và một số cái nguyên nhân bẩm sinh có thể gặp đó là hẹp lỗ mũi sau, thiểu sản xương hàm gây tụt lưỡi, hoặc các cái khối bất thường trong khoang miệng như u bạch huyết, u máu. Và một tình trạng trên lâm sàng đặc biệt là ở trẻ nhỏ đó là viêm tắc mũi cũng có thể gây nên tiếng thở ngáy này. Thì đứng trước một bệnh nhân có tiếng thở ngáy thì chúng ta sẽ phải khám và hỏi bệnh. Thì nếu như cái tình trạng này là xuất hiện từ nhỏ, dai dẳng thì thường nó liên quan đến các cái bất thường cấu trúc, ví dụ như hẹp lỗ mũi sau, thiếu sản xương hàm gây tụt lưỡi. Mà tiếng này xuất hiện khi ngủ, ở trẻ lớn hơn thì thường là bít tắc đường hô hấp trên khi ngủ và hay gặp trong cái trường hợp quá phát cái tổ chức bạch huyết vùng hầu họng. Tiếng thở ngáy thay đổi theo tư thế thì thường liên quan đến những vấn đề chèn ép, ví dụ như tụt gốc lưỡi hay khối bất thường trong khoang miệng. Các triệu chứng kèm theo cần phải được khai thác để xem có phải xử trí cấp cứu hay không, bởi vì ở trẻ nhỏ những cái bít tắc đường hô hấp trên có thể gây nên cái tình trạng phối hợp giữa không tốt giữa thở và ăn, thì có thể gây nên cái việc ăn kém, ngừng thở và đôi khi có suy hô hấp. Còn ở trẻ lớn thì khi mà cái nhịp thở và nuốt cũng như cái việc thở bằng mồm nó phối hợp tốt hơn thì cái việc mà những cái triệu chứng nặng liên quan đến suy hô hấp thì nó sẽ giảm đi. Đối với tiếng thở ngáy thì nội soi tai mũi họng là một thăm dò cơ bản để chẩn đoán nguyên nhân và nên được chỉ định thường quy. Tuy nhiên, thăm dò này cũng đôi khi cũng khó khăn ở trẻ có suy hô hấp hoặc là ở trẻ rất nhỏ. Đối với những trường hợp bít tắc đường hô hấp trên khi ngủ, có rối loạn giấc ngủ thì đo đa ký giấc ngủ là một thăm dò đến thời điểm bây giờ cũng là một cái thăm dò khá sâu và được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên là chúng ta cũng đang cần và cũng đang trên đường áp dụng. Việc đo đa ký giấc ngủ sẽ đánh giá các thông số ví dụ như thở, nhịp tim, SpO2 và mối liên quan của chỉ số này. Và tất nhiên người ta có thể đánh giá một số các thông số khác về điện não. Thăm dò này có thể áp dụng 24 giờ và có thể thực hiện được ở bệnh viện hoặc là tại nhà. Ngoài ra, đối với các tiếng thở ngáy đôi khi phải cần phải chẩn đoán sự giúp sức của các cái chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, ví dụ chụp X quang vùng mặt theo các tư thế khác nhau. Cái này đòi hỏi trẻ phải phối hợp và thường phải thực hiện ở trẻ lớn, ví dụ như chụp phim hiếc của ông Đô vân vân. CT MRI vùng đầu mặt có thể đánh giá được cấu trúc xương cũng như phần mềm. Và cái này thì nên được chỉ định theo bác sĩ chuyên khoa. Nội soi phế quản. Phế quản nghĩa là ở đường hô hấp dưới, tuy nhiên đối với đường hô hấp trên nó cũng có giá trị. Nội soi phế quản sẽ đánh giá được cấu trúc cũng như chức năng ở vùng miệng họng, đánh giá được, kết hợp đánh giá được đường hô hấp dưới. Nhược điểm của cái phương pháp này đó là phải nhập viện gây mê và đòi hỏi các phương tiện và các cái kỹ năng chuyên sâu hơn. Và thường thì chỉ định khi trẻ không nội soi tai mũi họng được hoặc cần đánh giá tổn thương đường thở hô hấp dưới phối hợp. Đây là cái lưu đồ tiếp cận trẻ thở ngáy ạ. Phải khám lâm sàng, hỏi bệnh và xử trí cấp cứu nếu có tình trạng cấp cứu. Nội soi tai mũi họng để tìm những nguyên nhân cơ bản. Đo đa ký giấc ngủ nếu như có cơn ngừng thở khi ngủ hoặc bít tắc đường hô hấp trên khi ngủ. Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu do chuyên gia chuyên khoa chỉ định. Nội soi phế quản nếu có chỉ định. Tiếp theo chúng tôi xin được tiếp cận tiếng thở rít thanh quản. Vùng cái thở ngáy thuộc vùng hấp trên thì thuộc chuyên khoa tai mũi họng nhiều hơn nên chúng tôi xin không được sâu lắm.
về phần thở rít thanh quản. Đây là tiếng thở rít. Không cần thích, không cần từ từ đã nhé, à, từ từ, à không không, à không không không, từ 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 từ, để nó cho nó khóc. À, đứng trước một bệnh nhân thở rít thì chúng ta cần phải khám và hỏi bệnh. À, thở rít thanh quản thì nằm trong hội chứng thanh quản, bao gồm thở rít, khàn tiếng, ho ong ổng. À, khi khám và hỏi bệnh bệnh nhân thở rít thì chúng ta phải phân loại mức độ thở rít thanh quản. Đây là việc hết sức quan trọng để có xử trí cấp cứu hay không ạ. À, độ 1 thì thở rít khi gắng sức, độ 2 thở rít khi nghỉ ngơi, nặng hơn khi hoạt động thể lực. Độ 3 là thở rít rõ lúc nghỉ ngơi, giảm thông khí, giúp lõm, ẩm ức, kích thích và có thể tím. Độ 4, thở rít với siêu hấp, giảm thông khí nặng và có thể mất tri giác. Độ 1, độ 2, độ 1 là nhẹ, độ 2 là trung bình và độ 3, độ 4 là thở rít nặng, cần phải nhập viện cấp cứu. À, và chúng ta sẽ phải đánh giá khó thở thanh quản, được chia làm 3 độ. Độ nhẹ, khó thở thanh quản khi gắng sức, co kéo nhẹ, chưa ảnh hưởng đến tinh thần ăn uống vui chơi của trẻ. Độ 2 là mức độ trung bình, là rít thanh quản kèm theo khó thở và có keo, co kéo cơ hấp nhiều. Trẻ lo lắng, bồn chồn, khó ăn uống và không chơi đùa. Độ 3 là nặng, trẻ kiệt sức, giảm tiếng thở rít và giảm co kéo. Thở chậm, nhịp tim chậm, da tái, đổ mồ hôi, thở ngắt quãng. Và có giai đoạn cuối là thở nhanh, nông, tri giác, lơ mơ và tím. Nếu không phát hiện, xử trí kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong. À, về nguyên nhân thở rít thanh quản thì... tầng trên thanh môn thì thường hay gặp mềm trụ thanh quản, u nhầy họng và đặc biệt là viêm và phù nề. Tại dây thanh thì có liệt dây thanh, chuyển động nghịch thường dây thanh, có thể tổ chức sùi và chấn thương dây thanh. Cái này liên quan nhiều đến vấn đề can thiệp đường thở, ví dụ như đặt nội khí quản. Dưới thanh môn thì thường hay gặp viêm dị vật, sẹo hẹp, u máu và các cái bẩm sinh, ví dụ như hẹp sụn nhãn. Và cái tổn thương này có thể phối hợp cả kéo dài từ thượng thanh môn, thanh môn, hạ thanh môn, cũng như kết hợp với khí quản hoặc từ ngoài vào. Trước bệnh nhân thở rít thanh quản thì việc khám hỏi bệnh cần phải xác định tiếng rít thanh quản, mức độ rít, mức độ khó thở, hỏi bệnh sử tiền sử để định hướng nguyên nhân. Nếu như từ sau sinh dai dẳng thì thường liên quan đến bẩm sinh, ví dụ mềm trụ thanh quản, u nhầy họng, các vấn đề về dây thanh, ví dụ liệt dây thanh hoặc chuyển động bình thường. Sau giai đoạn sơ sinh tiến triển nhanh, có thể kèm theo các u máu nơi khác thì thường hay có u máu hạ thanh môn. Sau đặt nội khí quản thì hay có sẹo hẹp hoặc sang chấn dây thanh. Có tiền sử hội chứng xâm nhập, tiếp xúc dị vật và biểu hiện cấp tính thì thường hay là dị vật thanh quản. Nếu bệnh cảnh nhiễm trùng cấp tính thì cái vấn đề này hay đấy là viêm. Nếu triệu chứng gián đoạn thay đổi hay là gặp trong trào ngược hoặc rối loạn nuốt. Đứng trước một trẻ có rít thanh quản thì nội soi tai mũi họng cũng là một chỉ định đầu tiên. Nội soi tai mũi họng ống mềm hoặc optic, đây là một thăm dò đơn giản hơn, có thể tiến hành được ở nhiều cơ sở và xác định hoặc loại trừ được nhiều nguyên nhân gây thở rít thanh quản. Tuy nhiên là khó thực hiện ở trẻ, khó thực hiện hơn ở trẻ nhỏ hoặc có thở thanh quản rõ hoặc siêu hấp. Thứ hai đó là chỉ định thăm dò X quang cổ ngực, đây cũng là chỉ định có thể thực hiện được ở nhiều cơ sở, chẩn đoán được một số nguyên nhân thở rít thanh quản, ví dụ như dị vật hoặc chít hẹp hoặc chèn ép, cái này cũng có thể chẩn đoán được các tổn thương kèm theo, ví dụ viêm phổi, bóng tim, khí quản, vân vân. Thì cái X quang cổ ngực này thường được chỉ định chặt chẽ trong trường hợp dị vật hoặc tổn thương kèm theo. Đây ạ, đây là cái phim X quang. Đây là dị vật thanh quản, kim băng nằm ở thanh quản. Nếu chúng ta chụp thấp hơn, nếu không ghi là chụp cổ ngực thì chỉ lấy ở phần ngực thôi, ở trên xương đoàn một chút thôi thì sẽ không thấy được cái dị vật này. Nên chúng ta trong phim chú ý là sẽ đề là cổ ngực. Phim thứ hai là cái xương ở dưới hạ thanh môn này, xương dưới hạ thanh môn, chụp mà X quang thẳng nghiêng chúng ta có thể xác định được.
về các chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu hơn, ví dụ CT, MRI cổ ngực thì thực hiện được các cơ sở có cái máy này và đánh giá toàn diện cấu trúc giải phẫu vùng cổ ngực. Tuy nhiên nó cũng có hạn chế nhất định, ví dụ như dễ bỏ sót các tổn thương nhỏ thanh môn, nếu như sẹo hẹp thanh môn do màng ngăn chẳng hạn hoặc u rất nhỏ thì cái việc mà bệnh nhân có nhịp tự thở chúng ta nhát cắt không đủ nhỏ thì sẽ không thấy được. Không đánh giá được vận động dây thanh và thanh quản như liệt, mềm, chuyển động bình thường. Và tất nhiên là ở trẻ nhỏ thì cần phải an thần gây mê nên đôi khi chúng ta cũng sẽ hơi khó một chút. Và được các cái phương tiện này sẽ được chỉ định khi nghi ngờ có bất thường cấu trúc là chủ yếu. Đây là hình ảnh MRI chụp với tăng tín hiệu của cái u máu hạ thanh môn. Về nội soi phế quản. Nội soi phế quản là một chỉ định quan trọng đối với thở rít thanh quản. Có thể quan sát được cả cấu trúc và chuyển động của đường thở. Tiến hành được ở nhiều đối tượng và bệnh cảnh khác nhau, kể cả bệnh nhân có khó thở, suy hô hấp. Có thể can thiệp và điều trị, ví dụ lấy dị vật, nong hẹp, đốt laser. Hạn chế đó là chỉ định được ở những cơ sở chuyên sâu và phải gây mê an thần. Đây là một số cái hình ảnh trên nội soi phế quản. Tất nhiên tai mũi họng, nếu như quan sát lâu và bệnh nhân hợp tác thì hoàn toàn có thể đánh giá được cái này. Đây là mềm sụn thanh quản. Nắp thanh môn hình omega sụn phễu bị kéo vào ở thì hít vào. Trường hợp thứ hai, đây là hình ảnh của u máu hạ thanh môn ạ. Khối ở bên trái màu đỏ sẫm làm hẹp mà thanh quản. Đây là hình ảnh của papillom thanh quản. Khối sùi lên. Và khi nội soi phế quản chúng tôi hoàn toàn có thể cắt được những cái tổ chức này bằng qua nội soi ống cứng. Đây là hình ảnh hẹp hạ thanh môn sau đặt ống thở máy ạ. Mức độ hẹp nặng. Đây là hình ảnh có u nhầy ạ. Đây là hình ảnh của u nhầy hạ họng, đây là cái khối ở hạ họng và nó đè vào nắp thanh môn gây nên cái tình trạng thở rít. Đứng trước một bệnh nhân thở rít thì chúng ta tiếp cận chẩn đoán như thế nào? Thứ nhất là khám lâm sàng, hỏi bệnh và xử trí cấp cứu nếu như bệnh nhân có khó thở và có suy hô hấp. X quang cổ ngực để loại trừ những cái vấn đề về cản trở, ví dụ như dị vật đường thở. Nội soi tai mũi họng để phát hiện những nguyên nhân cơ bản. Nội soi phế quản, nếu như lâm sàng X quang nội soi tai mũi họng gợi ý có chỉ định, và CT cổ ngực nếu như có bất thường cấu trúc. Tiếp theo đó là chúng tôi xin được tiếp cận thở tiếng thở khò khè. Đây là tiếng thở khò khè là 2 tỷ. Tất nhiên tiếng thở khò khè nghe được bằng tai sẽ ở một số bệnh nhân sẽ rất là khó, hầu hết phải nghe bằng ống nghe, quay video với tiếng thở nó khá nhỏ. Đây là tiếng thở bất thường của đường hô hấp dưới, chủ yếu là thì thở ra và có thể hai thì, có thể nghe được bằng tai hoặc ống nghe và chủ yếu nghe được bằng ống nghe, là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau. Đây, tiếp phân đoạn tiếng thở bất thường, tiếng thở thanh quản. Ở đoạn thanh quản khí quản cổ thì cái đoạn này sẽ chịu áp của khí quyển, thế nên sẽ bị hẹp lại ở thì hít vào, tạo nên tiếng rít ở thì hít vào. Còn khi ở thực quản khí quản ngực và phế quản thì sẽ chịu tác động của áp lực âm khoang màng phổi, thì hít vào các tạng ở trong lồng ngực sẽ nở ra và kể cả khí quản và phế quản. Thế nên khi thở ra thì áp lực âm sẽ giảm đi và sẽ ép các tạng lại. Và lúc này đường thở cũng hẹp lại. Chính vì vậy nên sẽ xuất hiện cái tiếng thở rõ ở thì thở ra nếu có hẹp. Và đó chính là tiếng thở khò khè. Nguyên nhân của tiếng thở khò khè đó là viêm, bít tắc, co thắt phế quản, tiểu phế quản. Cái này là bệnh lý khá thường gặp mà hay gặp, đó là hen phế quản, viêm tiểu phế quản. Cái này sẽ được trình bày chuyên sâu ở một cái chuyên đề riêng. Hẹp khí quản do vòng sụn khép kín,
Đây là bất thường bẩm sinh rất hay gặp kèm theo với các bệnh tim mạch khác mà là nguyên nhân có thể gây tử vong rất là nhanh nếu chúng ta không phát hiện được. Mềm khí phế quản, chèn ép khí phế quản, ví dụ vòng mạch, khối trung thất, u sẹo hẹp, khí phế quản, dị vật khí phế quản, vân vân. Khám và hỏi bệnh ở đứng trước một bệnh nhân khò khè thì chúng ta cần phải khai thác, nếu cấp tính trong bệnh cảnh nhiễm trùng dị ứng thì cần nghĩ đến viêm và co thắt, xử trí lý theo chuyên đề riêng. Kèm khó nuốt, nôn, chậm lên cân, trước đó có thể phát hiện được các bất thường tim mạch khác thì nghi ngờ xem có vòng mạch không. Kèm theo ho ong ổng, không khàn tiếng thì có mềm khí quản, phế quản không. Kéo dài, khò khè hai thì bất thường trên tim cũ, phải xét xem có bất thường mà vòng mạch khí quản không. Sau đặt nội khí quản, tạo hình khí quản, phải xem xét xem có sẹo hẹp không. Nếu như đặt nội khí quản khó trong hồi sức, trong phẫu thuật thì thường do hẹp khí quản, do vòng sụn khép kín. Đây là đứng trước một trẻ có tiếng khò khè thì X quang ngực vẫn là một cái xét nghiệm cơ bản được chỉ định đầu tiên và cho nhiều thông tin quan trọng. Thăm dò này được chỉ định khi trẻ có khò khè hoặc có khó thở hoặc nghi ngờ các tổn thương phối hợp khác. Phân tích phải một cách hệ thống, phim X quang với hệ thống và không được quên đường thở. Và nên so sánh tổn thương trên nhiều phim khác nhau nếu có. Đây là một cái phim ngực thẳng. Chúng ta sẽ bỏ qua những cái tổn thương ở trường phổi, tập trung vào đường thở. Đây là đường thở, cái đen ở giữa khí quản. Ở phía trên, đầu trên của xương đòn thì đường thở gần là bình thường. Tuy nhiên đến phía dưới là đường thở bắt đầu thuôn nhỏ lại. Đây là hình ảnh của hẹp khí quản. Nếu như cái này tồn tại trên các cái phim khác nhau thì nó được chẩn đoán xác định. Hình ảnh thứ hai cũng vậy. Ở phía trên của đầu trong của xương đòn thì đường thở hoàn toàn bình thường. Phía dưới, khoảng 2cm phía dưới thì đường thở hẹp lại. Ở phía đến gần Kaina đường thở lại bình thường. Đây là trường hợp mà hẹp khí quản một đoạn ngắn hình đồng hồ cát. Phía này là hẹp thuôn từ trên dưới. Đứng trước một trẻ có khò khè thì siêu âm tim cũng cần được chỉ định một cách rộng rãi hơn. Có thể nếu có chúng ta có điều kiện, vòng mạch là một nguyên nhân không hiếm gặp gây khò khè. Và tất nhiên các vấn đề về tim mạch khác cũng có thể gây chèn ép khí quản gây khò khè. Và chỉ định siêu âm tim nếu khò khè kéo dài khó kiểm soát. Và trên chỉ định về trên X quang hoặc là các thăm dò khác mà chúng ta nghi ngờ có hẹp khí quản, bởi vì 70% hẹp khí quản có tim bẩm sinh kèm theo. Bất thường trên phim X quang ngực, ví dụ bóng tim to, quai động mạch chủ đôi vân vân thì cũng nên được chỉ định siêu âm tim sớm. Đây là một cái kết quả siêu âm tim ở Viện Nhi Trung ương. Ở bệnh nhân có theo dõi hẹp khí quản, chúng tôi chỉ định siêu âm tim thì có sling động mạch chủ, có thông liên thất kèm theo. Về chụp CT ngực, đây là xét nghiệm quan trọng trong chẩn đoán khò khè, đánh giá được cả đường thở, mạch máu và các cấu trúc ở trong lồng ngực, và cần chụp có tiêm thuốc cản quang và dựng hình khí phế quản cũng như mạch máu. Hạn chế của thăm dò này đó là phải an thần, gây mê ở trẻ không hợp tác, không đánh giá được vận động đường thở. Ví dụ như mềm khí quản thì CT nếu muốn đánh giá được phải chụp được hai thì hít vào và thì thở ra, so sánh đường kính của hai thì này thì chúng ta mới chẩn đoán được. Nhưng thường thì chúng ta chụp CT chỉ một thì thôi, và để chụp hai thì ở trẻ nhỏ là rất khó khăn. Khó xác định được đường dò hoặc vòng sụn khép kín. Chúng ta có thể chẩn đoán trên CT là hẹp khí quản, nhưng mà chẩn đoán nguyên nhân xác định là mềm hay là vòng sụn khép kín cũng khó khăn. Và đặc biệt cái việc xác định vòng sụn đầu tiên gây hẹp khí quản ở trên phim CT là khó khăn. Tất nhiên bây giờ có nội soi ảo trên phim CT có thể xác định, nhưng cái việc đó đối với những cái trường hợp mà viêm nhiều, niêm mạc phù nề thì đánh giá cũng không chắc chắn. CT nên được chỉ định khi nghi ngờ có hẹp đường thở hoặc bất thường mạch máu lớn kèm theo, hoặc các cái bất thường cấu trúc ở trong lồng ngực. Đây ạ, đây là hình ảnh của dựng hình cây khí phế quản trên CT ạ. Phía trên khí quản đường kính bình thường, phía dưới khí quản thuôn hẹp dần và không đều. Đến ngay trên cái Kaina là khí quản gần như chít hẹp. Chỗ này chính là cái chỗ bất thường mạch máu, sling động mạch bắt ngang qua chỗ này. Đây là dựng nghiêng. Đây, trường hợp đó là đây là dựng hình mạch máu ạ.
nhìn từ phía sau thì động mạch trái bắt xuất phát từ động mạch phổi phải ạ, vòng ra phía sau động mạch khí quản và thực quản, tạo cái vòng mạch khí quản và thực quản đi qua cái chỗ này thì sẽ gây chít hẹp, chính là trường hợp này. Và nội soi phế quản cũng là một trong bộ ba, đó là siêu âm tim, CT ngực, nội soi phế quản để chẩn đoán các bất thường cấu trúc đường thở như chèn ép của tim mạch, đánh giá được hẹp cấu trúc. Nội soi phế quản có thể đánh giá được hẹp cấu trúc, hẹp vận động và chèn ép. Cái hẹp vận động này, do vận động này thì CT không đánh giá được. Nội soi phế quản cho biết vị trí bất thường với hẹp vòng sụn, hẹp cho vòng sụn hay hẹp cho mềm, và đặc biệt là đánh giá vòng sụn đầu tiên để giúp cho bác sĩ phẫu thuật sau này. Do chèn ép có lỗ giò hay không, đánh giá được mức độ hẹp. Nội soi phế quản sẽ cho phép đánh giá so sánh hai thì thở ra và hít vào, so sánh đường kính của khí quản để đánh giá xem có mềm khí quản hay không, và các dấu hiệu kèm theo ví dụ mạch đập, chảy máu, trào dịch, vân vân. Hạn chế của phương pháp nội soi phế quản đó là thực hiện được các cơ sở chuyên sâu phải an thần gây mê và không đánh giá được phía dưới khi hẹp nặng. Nếu ống nội soi với hẹp khí quản mà không cho phép ống nội soi đi qua thì phía dưới chúng ta cũng không đánh giá được, và cái này là phải cần phải hỗ trợ của CT. Và không đánh giá chính xác được nguyên nhân chèn ép, chỉ thấy mạch đập nhưng chúng ta không biết được là cái mạch đập đó là do mạch nào, và có thể chính xác do mạch không hay là các cái khối khác có mạch. Thế nên cái vấn đề này siêu âm tim và CT là những hỗ trợ đắc lực. Và nội soi phế quản nên được chỉ định khi khò khè, kéo dài, khó kiểm soát, nghi ngờ có bất thường đường thở, ví dụ như chèn ép, hẹp đường thở, dị vật đường thở, đặc biệt là lâm sàng, X-quang, CT, siêu âm tim gợi ý. Đây là video hẹp và khí quản do vòng sụn khép kín. Phía trên bình thường, thành sau chuyển động, và đến chỗ này là vòng sụn bị khép kín lại như cái nhẫn, và khí quản hẹp. Chúng ta sẽ đánh giá được, đo được từ cái vòng sụn đầu tiên này lên thanh môn xem bao nhiêu cm, và để giúp các bác sĩ phẫu thuật tốt hơn. Đây là trường hợp tại sao có những cái video không chạy được. Xin hỗ trợ kỹ thuật. Đây là khí quản bị mềm lại ở thì thở ra, và cái này là mềm thứ phát do mạch, khí quản gần như bẹp hoàn toàn. Đây là trường hợp mà dị vật đường thở, đây là cái đầu của cái nắp cái bút bi đấy, có cái lỗ nhỏ ở dưới, thế nên cái việc ở bệnh nhân này tiếng khò khè rất là rõ, và khò khè cả do dịch tiết. Đứng trước một trẻ bị khò khè, chúng ta sẽ phải tiếp cận, thứ nhất là khám lâm sàng, hỏi bệnh, xử trí cấp cứu nếu bệnh nhân có khó thở, suy hấp, sau đó sẽ chụp X quang cổ ngực để xác định nhiều thông tin quan trọng, ví dụ như có
nghi ngờ hẹp đường thở, có bất thường về bóng tim, có dị vật cản quang, có những cái biến chứng khác hay không. Và sau đó nếu được thì nên chỉ định siêu âm tim sớm để xác định các vấn đề về siêu âm về bất thường mạch và tim mạch. Bởi đây là một cái thăm dò mà không xâm lấn. Chụp CT ngực có dựng hình khí phế quản và mạch máu để giúp ích để xác định xem có cái hẹp khí quản và chèn ép mạch hay không. Và sau đó thì sẽ chỉ định nội soi phế quản để đánh giá mức độ hẹp và các cái yếu tố liên quan kèm theo. Và cái nội soi phế quản nên được chỉ định khi lâm sàng, X quang, siêu âm tim hoặc CT ngực. Chúng tôi xin tiếp cận đến tiếng thở thứ tư, bất thường thứ tư, đó là ho sặc. Ho sặc chúng tôi ở đây chỉ đề cập đến ho sặc do thức ăn trào trực tiếp vào đường thở ngay khi nuốt và dai dẳng. Ở đây nghĩa là loại trừ vấn đề sặc một lần như vậy. Nguyên nhân thường gặp là do rối loạn nuốt, chẻ dọc thành sau thanh quản, do khí thực quản, hẹp thực quản. Đây ạ. Lúc nãy mở được rồi. Cái hình ảnh mà cắt tắt. Không ngọt quá, không pha cái gì ấy. Không pha cái gì ạ, bác sĩ bảo cho mọi người nghỉ đi. Tất nấu ăn thăm lần thăm kỳ đây là hôm 15 tháng 7 em ăn sẵn kèm kèm theo đó là megacolon. Bệnh nhân được điều trị nhiều lần và 15 tháng tuổi được chuyển đến viện nhi trung ương trong bệnh cảnh là siêu hấp do cúm. Thì sau đó bệnh nhân được nội soi phế quản và chẩn đoán là ngọt quá, không pha cái gì. Không được đóng giò và hóa chất qua lồng sơ sinh. Ăn miếng nào sẵn đó. Đây là sau khi đóng giò. Bây giờ mà má giò rồi. Ê, gầy. Đứng trước một bệnh nhân sặc thì việc đầu tiên của chúng ta làm đó là phải chứng kiến bữa ăn của trẻ để ghi nhận triệu chứng xem có đúng là sặc không hay là chỉ ho không. Hỏi kỹ tiền sử bệnh sử. Nếu trước đó có mổ teo thực quản bẩm sinh hoặc liên quan đến vấn đề thực quản thì thường hay dò khí thực quản hoặc hẹp thực quản. Nếu tổn thương thần kinh trung ương thì hay có cái biểu hiện của rối loạn nuốt. Chụp chiếu thực quản cản quang là một xét nghiệm quan trọng để đánh giá bệnh nhân ho sặc, xem có hẹp thực quản không, có dò khí thực quản không. Khoảng 1/3 trường hợp chúng ta sẽ phát hiện được đường dò ở trên phim chụp mà thực quản cản quang. Có một điều đó là chụp thực quản cản quang để tìm đường dò thì rất dễ bị dương tính giả do thuốc cản quang trào vào đường thở. Và nếu như chụp mà thực quản cản quang bằng baric mà cái chất này trào đường thở thì sẽ gây viêm rất là ghê. Thế nên chúng ta phải lựa chọn thuốc cản quang phù hợp. Chỉ định chụp chiếu thực quản cản quang thì thường là theo dõi hẹp thực quản, theo dõi dò khí thực quản. Và trong trường hợp rối loạn nuốt
thì người ta sẽ cho trẻ uống chất cản quang và chiếu dưới màn hình quang tăng sáng. Cái này thì trên thế giới họ cũng làm khá là thường quy, nhưng chúng ta vẫn đang bắt đầu tiến hành. Đây là hình ảnh của X quang của chụp thực quản cản quang ạ. Có hẹp thực quản ạ, và chỗ này có đường dò, có đường thuốc nối giữa thực quản và khí quản, có thuốc cản quang ở trong đường thở. Cái này là có dò. Và đây là nội soi tai mũi họng cũng được chỉ định trong trường hợp này. Trong trường hợp nghi ngờ trẻ dọc thành sau thanh quản thì thanh quản nội soi tai mũi họng có thể phát hiện được. Và đặc biệt là nội soi tai mũi họng có thể thực hiện được test nuốt chất chỉ thị thị màu để chẩn đoán rối loạn nuốt. Bệnh nhân sẽ mút một dung dịch có pha chất chỉ thị màu, ví dụ xanh methylene, trong nội soi ống mềm qua đường mũi và canh ở trên quan sát ở trên thanh môn để xem chất chỉ thị màu khi bệnh nhân nuốt có trào vào đường thở hay không. Nội soi tiêu hóa khi có hẹp thực quản trên phim chụp thực quản cản quang, và chúng ta sẽ kết hợp với nong thực quản. Nội soi phế quản khi có chỉ định là theo dõi trẻ dọc thành sau thanh quản, dò khí thực quản, và đặc biệt là chúng tôi có thể kết hợp mà điều trị dò khí thực quản qua nội soi phế quản bằng hóa chất, đây là trichloracetic. Đây ạ, đây là hình ảnh chiếu lên thì không được. Đây là hình ảnh của dò khí thực quản. Đây là hình ảnh lỗ dò. Nhìn thấy lỗ dò, và chúng tôi đặt một sông dạ dày vào bên thực quản và bơm xanh methylene. Xanh methylene trào vào đường thở. Đây là test để chẩn đoán xác định, chẩn đoán tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán dò khí thực quản. Và chúng tôi sẽ nội soi phế quản ống cứng đóng dò cái lỗ dò này qua nội soi phế quản bằng acid trichloracetic. Đây là hình ảnh của trường hợp trẻ dọc thành sau thanh quản, nội soi phế quản đấy, thành sau thanh quản bị trẻ dọc, đấy, thở ra thông giữa thực quản và khí quản, có cái lỗ thở này, qua đến phía trên là dây thanh, phía dưới là sụn nhẫn, cái này trẻ dọc có cái đường trẻ rất là dọc, đây là trẻ dọc thành sau thanh quản tiếp 2. Đứng trước một trẻ có ho sặc thì chúng ta sẽ phải tiếp cận, đó là khám lâm sàng, hỏi bệnh, xử trí cấp cứu nếu có. Sau đó chỉ định chụp chiếu X quang thực quản là một chỉ định tiếp theo để đánh giá xem có dò, có hẹp, có trào vào khớp cản quang vào đường thở và có bất thường khác hay không. Nội soi tai mũi họng để phát hiện các cái bất thường ở phía trên. Sau đó nội soi phế quản, nội soi tiêu hóa sẽ được chỉ định và test nuốt chỉ thị màu hoặc chiếu X quang trên hình ảnh X quang tăng sáng để phát hiện các cái rối loạn nuốt.
Như vậy thì tiếng thở bất thường có thể gợi ý các nguyên nhân phức tạp ở nhiều cơ quan khác nhau, chứ không phải chỉ riêng đường hô hấp, ví dụ như tim mạch, thần kinh hoặc kể cả nội tiết chuyển hóa di truyền cũng có liên quan đến vấn đề này. Khám lâm sàng và hỏi bệnh có vai trò quan trọng, đó là xác định tiếng thở bất thường, mức độ bệnh và định hướng nguyên nhân gây bệnh. Như vậy là vai trò của lâm sàng vẫn là quyết định. Sau đó từ lâm sàng chúng ta sẽ có chỉ định thăm dò phù hợp theo từng trường hợp. Nội soi tai mũi họng chẩn đoán nhiều nguyên nhân do tiếng thở bất thường là thở ngáy và rít thanh quản. X quang thường quy có vai trò quan trọng trong chẩn đoán hẹp khí quản. Siêu âm tim, CT ngực, nội soi phế quản là bộ ba để chẩn đoán hẹp khí quản hoặc các bất thường do vòng mạch có chèn ép đường thở. Chụp thực quản gắn quang, nội soi phế quản cho phép chẩn đoán và điều trị dò khí thực quản. Các biện pháp thăm dò chuyên sâu phụ thuộc vào các nguyên nhân cụ thể. Vậy, kính thưa các thầy cô, đây Trường để lại cái để lại kết luận này để đây để cho chúng ta cùng nhìn, tức là cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Trương cũng đã cùng với các đội ngũ các anh các chị của các bạn trung tâm hô hấp cũng đã đưa ra một cái chủ đề, tôi thấy là nó chủ đề nó rất là hay. Bởi vì hôm trước thì đứng trước một cái bệnh nhân mà có cái tình trạng khò khè thì tôi cũng xuất phát từ giống như các bạn thôi, là một bác sĩ nhi thôi, để cái cách thức tiếp cận như thế nào. Đấy, và cái đặt hàng đó thì được Phó Giáo sư Hanh cũng đã thảo luận với các đơn vị của trên trung tâm hô hấp, và hôm nay các bạn đưa ra được 4 cái trình tự như thế này. Đấy, thì với những cái này thì các bạn bác sĩ chắc của chúng ta sẽ rất là dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Đấy, tiếp cận nó dễ hiểu hơn chứ không phải tiếp cận theo kiểu chuyên khoa hóa của các anh các chị đó. Không phải lúc nào chúng ta nghe cái vòng xung khép kín nó liên quan đến tim mạch. Đấy, và không phải lúc nào cũng liên quan đến đến những cái mà nó phức tạp chuyên sâu mà cần về cả cái bộ ba mà chúng ta chẩn đoán này. Đấy, thì với cái này thì có lẽ là xin mời các anh các chị chúng ta sẽ có thảo luận cái cách thức tiếp cận này với cái bệnh nhân này. Cái thứ hai là chỉ định. Đấy, thì về nguyên tắc thì anh Trương cũng đã có đưa ra những cái mà chỉ định không xâm nhập trước. Đấy, và những cái chỉ định xâm nhập thì gần như là phải hết sức cân nhắc trong nhi khoa. Đấy, các bạn cũng chú ý là những cái nguyên tắc đấy để cho chúng ta trong quá trình làm. Đôi khi ví dụ như là chỉ là một cái X quang phổi thôi, chúng ta đã có thể nhìn ra một cái điều gì đó với một cái tiếng thở bất thường nhất định, hay là một cái nội soi tai mũi họng thì nó cũng đỡ xâm nhập hơn so với những cái cần phải làm CT hay là cộng hưởng từ. CT cộng hưởng từ thì trong nhi khoa các bạn cũng biết là một cái trong những cái là không xâm nhập hoặc siêu âm không xâm nhập. Nhưng mà cái vấn đề trong nhi khoa trẻ em của chúng ta thì lại với CT hay cộng hưởng từ thì lại phải gây mê. Đấy, thì cái đấy cũng lại là một cái vấn đề rất là phức tạp. Đấy, thế thì với cái phần trình bày hôm nay thì anh Trương cũng đã đưa ra cái bảng này. Theo tôi thì các bạn cũng nên chụp cái bảng này lại, hoặc là cái này có gửi đến trang web không nhỉ? Hay là bản quyền chắc chưa được đúng không? Vâng, các bạn có thể đăng ký với cả trung tâm hô hấp để có thể lấy lại cái bài này và đọc cho nó kỹ, để mà cái cách thức tiếp cận. Và tiếp cận ở đây, hồi xưa chúng ta đi thi thì đôi khi chúng ta chỉ đi thi một cái bài viêm phế quản phổi thôi. Thế nhưng mà cái bài đấy thì lại rất là dễ, nhưng mà cái bài mà có tính chất tổng hợp như này thì thông thường là những cái câu hỏi cuối cùng là tiếp cận một trẻ bị khò khè. Đấy, thì đây là những cái mà bài nó rất là khó đấy, phải tập hợp được nhiều những cái kinh nghiệm, nhiều những cái bài báo, nhiều những cái bài khác nhau thì mới có thể đưa ra được. Xin mời các bạn chúng ta có ý kiến nhỉ, mời các anh các chị. Và chuyên khoa tai mũi họng có ai đây không ạ? Đấy, chuyên gia tai mũi họng cũng có một cái bài rất là hay, và hôm trước thì trong cái buổi giao ban thì tôi cũng đã nói với các anh các chị tai mũi họng rồi, phải phối hợp vào đây để mà làm, chứ không phải là chỉ có một cái tiếp cận của cái tiếng thở ngáy đâu. Đấy, mà còn ở đây thì còn cắt tất cả các loại khác nhau, ngay như bác sĩ tai mũi họng đôi khi cũng chưa đưa ra được hết những cái tiếp cận cẩn thận này. Cái này kế hoạch phòng tổng hợp viện nghiên cứu thông báo lại nhé, vì những cái chủ đề này tôi đã nhắc ở trong cái giao ban rồi mà không có mặt, nói chung là mọi người cũng không biết được rằng là anh Trương và trung tâm hô hấp mọi người cũng rất vất vả thì mới có thể soạn được cái này, có những cái kiến thức tốt mà không chịu làm. Xin mời các bạn bác sĩ Út có ý kiến gì không? Tóm tắt lại để cho các bạn
Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển cùng toàn thể các thầy cô và anh chị trong buổi hội nghị hôm nay ạ. Em là bác sĩ Út, làm việc tại trung tâm hô hấp. Thì khi mà ban giám đốc và ban giám đốc trung tâm giao cho anh Trương làm bài này thì em cũng có một phần đóng góp vào trong cái bài này là một số hình ảnh. Cái hình ảnh của em là em nghiên cứu về cái phòng sụt khép kín, thì em có đưa ra cho anh một số hình ảnh về x-quang và cái hình ảnh siêu âm tim. Và trong cái tiếp cận một tiếng thở bất thường thì sau khi mà được làm việc tại trung tâm hô hấp thì từ những cái tiếp cận không xâm lấn đến tiếp cận xâm lấn nhất, thì những cái mà kinh nghiệm em được cùng với các anh điều trị các bệnh nhân có cái tiếng thở bất thường ạ. Đấy là cái mà em được học khi mà một số thời gian điều trị tại trung tâm hô hấp ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, trong cái phần của các bạn chuẩn bị ấy, thì tôi cũng vừa dỉ tai Phó sư Hanh ấy. Nếu như hay hơn ấy, với mỗi một bệnh nhân thì chúng ta đi xuyên suốt từ đầu. Đấy, xuyên suốt từ đầu là gì? Là chúng ta nghe được cái tiếng thở bất thường, hình ảnh của em bé. Nên sau đó thì bắt đầu từng cái, kể cả những cái nội soi tai mũi họng. Đấy, chúng ta cũng có luôn hình ảnh của em bé đó. Đấy, thì với những cái này thì ở tại trung tâm của các bạn thì rất là nhiều những cái nhóm bệnh nhân này, thì có lẽ các bạn nên có một cái bệnh nhân xuyên suốt từ đầu đến cuối để mà bổ sung vào trong các phần lý thuyết. Đấy, thì đây là cái mà nó hay hơn. Hay những cái vòng sụn khép kín của chúng ta cũng rất là nhiều bệnh nhân thì đưa ra cụ thể một bệnh nhân thôi. Đấy, hoặc là những cái rối loạn về nuốt chẳng hạn thì đưa ra cụ thể một bệnh nhân, thì hoặc cái dò khí thực quản đưa ra cụ thể một bệnh nhân, ví dụ như em bé người dân tộc đấy, thì cùng cái hình ảnh mà nó bị nuốt, nó sặc đấy, thì sau đó thì cái hình ảnh mà nội soi như thế nào, và sau đó thì cái hình ảnh mà các bạn bịt cái lỗ dò bằng hóa chất như thế nào, và sau đó thì đến cái hình ảnh cuối cùng là đứa trẻ nó bình thường trở lại như thế nào. Đấy, thì chúng ta xuyên suốt như thế, case study mà khi mà trình bày lý thuyết chúng ta có một cái case study xuyên suốt của vấn đề thì mọi người sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều. Đấy, cái này thì các bạn trong cái quá trình làm việc các bạn tích lũy thôi, tích lũy những cái bệnh nhân mà full đầy đủ tư liệu. Xin mời tiến sĩ Phúc qua online có ý kiến. Vâng, kính thưa Phó sư Điển, trước tiên tôi cũng xin lỗi là tôi không xuống hội trường được vì cũng đồng thời có một cái cuộc họp online nữa, cho nên là ngồi ở trên phòng. Tôi muốn hỏi thêm bác sĩ Trương cũng như là các anh các chị cho chuyên khoa hô hấp. Trong cái bài trình bày của bác sĩ Trương trong cái phần tiếp cận các cái tiếng thở ấy, thì cái phần mà những đứa trẻ mà có tiếng thở khò khè ấy, thì trong đó thì cũng có một cái phần mà liên quan đến những cái mềm và nhuyễn của khí phế quản. Thế thì trong cái các cái chương trình đào tạo từ trước đến nay mà trong cái tiếp cận mà thông thường ấy, mà chúng tôi hay dạy kể cả trong chương trình cấp cứu ấy, thì chúng ta hay nói là các tiếng thở rít thì hít vào thì có nghĩa là liên quan đến tắc nghẽn đường hô hấp trên. Thế còn tiếng khò khè thì hay nói đến liên quan của tắc nghẽn đường hô hấp dưới, là như trong viêm tiểu phế quản hoặc hen phế quản. Thế vậy thì trên thực tế lâm sàng thì theo kinh nghiệm thì những cái trường hợp nào mà chúng ta hay nói là tiếng khò khè mà cái căn nguyên đấy thì nó có thể không phải là viêm tiểu phế quản hoặc là hen phế quản, mà là nó có thể những cái đường phế quản, cái đường thở lớn. Thì bác sĩ Trương có thể giải trình thêm cái phần giải thích thêm cái chỗ đó được không? Tại vì là thực tế trên lâm sàng tôi thấy là các bác sĩ đôi khi là bệnh nhân tiếng thở rít thì hít vào rất là rõ, nhưng mà ghi trong hồ sơ bệnh án hoặc là nhận định thì cứ nói đấy là tiếng khò khè. Thì cái chỗ này thì có thể làm rõ hơn được không ạ? Cũng xin báo cáo Phó giáo sư Điển là chúng tôi cũng đã gửi thông tin về cái buổi hội thảo hôm nay trên tất cả các cái kênh truyền thông, email cũng như là Zalo cho toàn bộ cán bộ viên chức của bệnh viện rồi đấy, nhưng mà có lẽ là mọi người cũng không chưa thực sự quan tâm lắm, cho nên là đến nghe cũng rất là ít, và một số các anh ấy chị có nghe online. Có lẽ là tiến sĩ Phúc yên tâm vì trong cái đường truyền thì tôi thấy có đến 341 người tham gia. Đấy, chỉ có mỗi cái là đơn vị khoa tai mũi họng thì không thấy tham gia. Không biết là mời thêm chuyên khoa tim mạch, lát nữa các chị cũng sẽ có những ý kiến thêm. Mời bác sĩ Trương trả lời câu hỏi của bác sĩ Phúc. Tiến sĩ Phúc, kính thưa anh chị, thì câu hỏi của tiến sĩ Phúc rất là sâu và rất là hay. Cái này thì thực ra nó cũng ở trên lâm sàng thì nó phụ thuộc vào cái tiếng thở, nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nhau, chứ không phải chỉ là
cái âm sắc hay là cái vị trí của cái bất thường. Và cái vị trí của bất thường cũng sẽ quyết định hầu hết những tính chất của tiếng thở. Ví dụ như thế là ở trên cái slide này, cái phân đoạn tiếng thở bất thường, nếu như mà từ khí quản, từ thanh quản, khí quản cổ, lúc này nó sẽ chịu tác động của áp lực khí quyển và nó sẽ là hẹp lại ở thì hít vào. Chính vì thế nên chúng ta sẽ nghe thấy tiếng rít thì hít vào hay là dò, hoặc là mình dịch ra tiếng thở, tiếng rít thanh quản. Còn ở đoạn khí quản ngực, nó sẽ chuyển tiếp giữa hai cái tiếng bất thường, đó là tiếng rít ở phía trên ở đoạn thanh quản và khí quản cổ, và đoạn ở trong lồng ngực là chịu áp lực âm của khoang màng phổi. Thế nên chúng ta sẽ thấy được, nghe được, nếu như bất thường ở đường ở khí quản lớn ở trong lồng ngực sẽ nghe được hai thì. Và cái việc cái tổn thương này nó lan lên trên phía cổ, ví dụ như hẹp khí quản do vòng trụ khép kín, mà cái vòng đầu tiên thì nó ở bắt đầu bằng ở thực quản cổ và nó lan xuống tận ở dưới cây na chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy khò khè hai thì, và có thể trong những trường hợp viêm chúng ta hoàn toàn có thể nghe tiếng thở thì hít vào, tức là tiếng rít thanh quản, cũng như dưới cái mềm khí quản. Nếu như mà chỉ mềm ở trên carina, mềm phế quản gốc hai bên, hoặc là mềm thứ phát do quai động mạch chủ hoặc linh động mạch phổi, thì chúng ta chỉ nghe thấy tiếng khò khè. Tuy nhiên tiếng mềm này, nếu như mềm do viêm dọc một đường từ trên xuống dưới, hoặc là mềm do thành sau rộng, nó sẽ trải dài đến 2/3 khí quản nhé. Và tức là nó lên cả bên trên khí quản ngực, trên đầu khí quản ngực cổ, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể nghe thấy khò khè cả hai thì, hoặc kể cả nghe tiếng rít thì hít vào. Thì nó phụ thuộc vào cái tổn thương nó lan đến đâu ạ. Và trong cái mềm khí quản, đặc biệt là nó lên càng lên cao, thì chúng ta sẽ có một cái tiếng thở bất thường, đó là ho ong ổng. Những cái trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể nghe tiếng ho ong ổng khi bệnh nhân ho. Ở thì thở ra thì nó ho ong ổng kèm theo tiếng rít, có thể và khò khè cả hai thì. Nhưng mà đặc biệt ở bệnh nhân này thì không có khản tiếng, bởi vì cái thanh quản và dây thanh nó bình thường. Thế nên cái vấn đề về áp suất, về cái chi phối bởi áp lực của lồng ngực cũng như khí quyển và cái sinh bệnh học của cái tiếng thở bất thường, nó hoàn toàn có thể thay đổi ở trên lâm sàng. Cảm ơn anh Phúc ạ, thầy của em đấy ạ. Vâng, xin mời các chị chúng ta có ý kiến. Không biết là trên đường truyền có ai có ý kiến gì không, có cái chat kia xem là ai có hỏi gì. Cho em xin tài liệu sẽ La Văn Trọng Thanh Hóa đây. Xin ý kiến trực tiếp anh Sương nhá, anh Trương nhá. Vâng, xin câu hỏi thêm nữa. Không có, cái phần chat kia không phải hả? Vâng, gửi câu hỏi sẽ gửi ở phần Q&A ạ. Vâng, xin mời Phó Sư Hanh có ý kiến thì không. Vâng. Kính thưa Phó Sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện cùng toàn thể các thầy cô, các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp. Thì đúng là những cái tiếp cận từ buổi ban đầu để mà giúp ra những cái chẩn đoán và những cái bệnh dị dạng đường thở là rất là quan trọng. Ngay từ những tiếng thở đầu tiên thì được sự cho phép của ban giám đốc, được sự gợi ý của Phó Sư Điển và Viện Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ Em, thì chúng tôi đã tiến hành để làm những cái tiếp cận chẩn đoán cho những cái tiếng thở bất nguyên nhân của tiếng thở bất thường. Thì cũng để mong tất cả các bạn đồng nghiệp cũng có thể có những cái tiếp cận ngay từ đầu, từ những cái xét nghiệm mà rất là đơn giản như khám lâm sàng hoặc là chụp X quang ngực hay siêu âm, rồi đến những cái thăm dò sâu hơn như chụp cắt lớp và nội soi phế quản. Thì cũng rất mong là có những phản hồi từ các bạn, là từ các bạn đồng nghiệp. Có thể là hôm nay thời hạn không có nhiều thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Hô hấp với bác sĩ Trương để chúng tôi có thể trao đổi hoặc là gửi tài liệu cho tất cả các bạn đồng nghiệp ạ. Xin chân thành thay mặt cho Trung tâm Hô hấp xin cảm ơn Phó Sư Điển cùng toàn thể các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp. Vâng ạ, trong cái buổi ngày hôm nay chắc là các bạn hài lòng với cái chủ đề này rồi đúng không ạ? Nếu mà còn cần bất kỳ những cái
Hỏi chuyên sâu thêm thì các bạn có thể liên hệ với kênh các chị ở trung tâm hô hấp để chúng ta có thể cung cấp thêm những cái thông tin và học được những cái mô hình bệnh lâm sàng, nhất là các bạn mà đang ở các tuyến, các tỉnh mà cần thiết thì sẽ đến với trung tâm hô hấp để các bạn có thể học được ở đó và đưa ra được những cái học những cái kiến thức kỹ năng rồi, nhưng mà đưa ra những cái thái độ xử lý người bệnh khò khè theo cái hướng chuyên sâu. Xin cảm ơn Phó sư Hanh, cảm ơn bác sĩ Trương và cảm ơn tất cả các anh các chị. Chúng ta kết thúc cái buổi giao ban hôm nay. Vâng.